Gaza's health ministry said Monday that more than 10,000 Palestinians. Tuyên bố trên còn cho biết toàn bộ người dân Gaza đang bị bao vây và bị tấn công, không được tiếp cận những nhu yếu phẩm cần thiết, bị đánh bom trong nhà, nơi trú ẩn, bệnh viện và nơi thờ tự. Đây là điều không thể chấp nhận được. Gaza cần một lệnh ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức. 30 ngày giao tranh là quá đủ. Tuyên bố được 18 bên ký kết, bao gồm Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker Turk, người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tedros Adhanom và Giám đốc Viện trợ Liên Hợp Quốc Martin Griffiths. Theo báo cáo của các cơ quan y tế ở Gaza do Hamas kiểm soát, gần 9.800 người Palestine đã thiệt mạng. Trong khi lực lượng Israel đã bao vây Gaza, khiến khu vực này đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng về thương vong dân sự. Cuộc không kích gần nhất vào đêm qua của quân đội Israel vào bệnh viện ung thư Ranstisi ở Gaza khiến 8 người Palestine thiệt mạng. Israel trước đó cũng đã bác bỏ yêu cầu ngừng bắn lập tức của cộng đồng quốc tế, đồng thời nói rằng các con tin bị Hamas bắt giữ trong cuộc nổi loạn ở miền nam Israel vào ngày 7 tháng 10 phải được trả tự do trước khi thực hiện việc ngừng bắn.